Sử dụng bật lửa điện và cách bảo quản đúng cách. Bật lửa điện tử ra đời giải quyết nhiều vấn đề tiện ích cho những người chơi bật lửa. Nó ngày càng được ưa chuộng bởi ưu điểm vượt trội và giá thành phải chăng. Tuy nhiên, việc sử dụng bật lửa điện đúng cách để lưu giữ độ bền thì không phải người chơi nào cũng biết. Đừng lo, Ambe sẽ giải đáp giúp bạn qua video này nhé. Cách sạc điện cho bật lửa điện. Bật lửa điện không dùng nguyên liệu cháy như bật lửa xăng hay bật lửa ga, nên giống như tất cả các thiết bị điện, khi hết điện, bạn phải sạc điện để sử dụng nó. Do đó, nắm được cách sạc điện cho bật lửa điện đúng cách cũng chính là một kỹ năng quan trọng trong việc sử dụng bật lửa điện hiệu quả. Bạn phải lưu ý những vấn đề sau. Thời gian sạc pin trung bình khoảng hơn 1 giờ. Không nên sạc pin quá lâu trên 3 giờ sẽ khiến pin của bật lửa nhanh hỏng. Không nên dùng nguồn điện có hiệu điện thế lớn hơn 5V vì nó sẽ gây hại cho bật lửa. Thông thường, mỗi sản phẩm bật lửa điện đều có đi kèm một cáp sạc USB. Khi nó hết điện, bạn sẽ dùng nó để sạc điện cho bật lửa. Cách sử dụng và bảo quản bật lửa điện. Sử dụng bật lửa điện khá đơn giản, bạn chỉ cần lưu ý một số vấn đề sau khi sử dụng. Tùy từng loại bật lửa điện sẽ có những cách khởi động khác nhau, có loại bấm nút, chạm tay cảm ứng, lắc nhẹ. Khi bật lửa điện hoạt động, nhiệt độ đốt cháy có thể lên tới 1000 độ C. Do đó, bạn không nên giữ bật lửa hoạt động quá lâu, tốt nhất không quá 5 giây, vì để lâu ở nhiệt độ cao sẽ có thể làm hỏng các bộ phận bên trong bật lửa. Luôn để bật lửa ở nơi sạch sẽ, khô ráo, tránh để nó bị ngấm nước. Nó giúp hạn chế rủi ro các vấn đề về điện. Hy vọng qua video này bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng bật lửa điện, biết cách bảo quản đúng cách. Bạn sẽ giữ cho chiếc bật lửa của mình luôn bền và đẹp. Nếu bạn đang tìm kiếm chiếc bật lửa phù hợp với bản thân thì có thể ghé qua cửa hàng Ambe. Chúng mình sẽ tư vấn và giúp bạn lựa chọn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.